À, chào mừng cô chú, anh chị và các bạn nha. Tôi đang có mặt tại điện máy xanh. Và hôm nay đang sale rất nhiều các mặt hàng. Từ sáng tới giờ là bà con mua ở đây nườm nượp nha. Bây giờ thì các bạn đang kiếm hàng để chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc rất là mệt mỏi. Chúng ta xem này, rất nhiều các mặt hàng đang được bán hạ giá tại điện máy xanh thị xã Sông Cầu. Bây giờ các bạn đang kiếm hàng. Chúng ta xem đây nha. 450 đầu ơi, anh không biết đó là sáng chó à. Thấy đọc rồi là đây chị. 430 một cái. Đúng. 484 B cá lộc. Rất là nhiều các mặt hàng đã được bán đào giá trong suốt các ngày hôm nay nha. Bà dạ, con dục đang làm cho hai bê trái dừa tập trung mua như là trái hộ. 2, 4, 6 bây giờ còn cũng rất là nhiều hàng. 2, 4, 6, 7 trái 484 cá nữa đầu đủ. Bây giờ là các bạn đang kiếm hàng để chuyển lại kho. Hôm nay có ai trúng lớn không em? Dạ có, đúng cái tủ máy giặt LG 7.390.000 miễn phí luôn. Miễn phí luôn á? Dạ đúng rồi. Ồ, khán giả may mắn dữ ta. Hello con. Hello. À, đi đâu về vậy? Dạ quá đánh cầu lông gì. À, chú khỏe giỏi dữ. Đây các bạn đang trên cái máy xay này rất là nhiều các mặt hàng đang được bây giờ vẫn còn nha, bây giờ vẫn còn đang còn bán nhưng mà về cơ bản là bà con đã hết mua rồi thì các bạn sẽ vận chuyển vào trong bên trong điện máy xanh thị xã Sông Cầu đây. Thì theo thông tin của một bạn nhân viên tiết lộ thì hôm nay là có một khách hàng trúng một cái máy giặt LG trị giá là hơn 7 triệu đồng. Em cái chương trình này lâu lâu là mình mới làm lần hay là sao em? Dạ năm làm 2 lần anh. Năm 2 lần, có nghĩa năm nay là một lần rồi còn một lần nữa đúng không em? Chính xác. À vậy để anh chuẩn bị tiền chứ, để chuẩn bị tiền đến lần sau. Có nghĩa là chương trình bán hạ giá của điện máy xanh là một năm 2 lần. Và hôm nay là một lần. Hôm nay cái hàng mình bán hàng sao em? Dạ cuối ngày à, mình chưa có số được luôn. À, ý là em thấy là cái lượng hàng ngày hôm nay bán ra tốt không? So với ngày thường thì nó bán tốt rất là nhiều. À, vì hôm nay hạ giá mà. Rồi cảm ơn em. À, chúng ta thấy là mặc dù bây giờ là cũng gần 21 giờ đêm rồi nhưng mà vẫn còn bà con nha, vẫn còn bà con tới mua. Đây chúng tôi có thể đây tôi quay cái không khí mua bán này. À, bây giờ vẫn còn bà con tới đây mua. Vẫn còn những cái mặt hàng mà bà con vẫn còn mua. Lai đúng không? Tại điện máy xanh Sông Cầu. Bây giờ là 21 giờ kém rồi. Có nghĩa là gần 9 giờ đêm rồi. Bây giờ là lúc mà các bạn nhân viên đang kiếm hàng để đưa hàng quay trở lại kho. Và cô chú anh chị và các bạn cho ta theo dõi nha. Một năm thì điện máy xanh Sông Cầu chỉ có bán hạ giá 2 lần. Và đây là lần thứ nhất trong năm. Nên tôi thì cũng chuẩn bị tiền để lần thứ hai để có cơ hội để mua. 288 đây các bạn đang kiếm hàng. Kiếm hàng hết rồi. Còn bán không? Dạ bán. Có cái máy rồi đó, rồi nhỏ đi. Bây giờ khách vẫn còn mua nha. Bây giờ khách vẫn còn đang đến điện máy xanh. Mua các sản phẩm bán hạ giá. Đây là khách hàng đang mua đây. Là đây là cái bấm còn là thử đúng rồi biết liền. Những hình ảnh này chúng tôi cũng khép lại cái video quay lại cái không khí mua bán
hạ giá của đèn máy xanh năm nay tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Chúng ta hãy like, share, đăng ký kênh để cập nhật các thông tin mới nhất từ kênh Lang Thang Thổ Cầu nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.